cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước trên đường dây chúng con, sức giàu để chúng con và tể trị trên mọi sự giờ này. Xin Chúa cắt ra những sự ngon bánh của chúng con, những sự không đẹp ý Chúa giờ này. Nguyện xin Chúa ban phước cho đường dây chúng con giờ này nghe lời Ngài và ngầm theo theo đề tài chúng con dấn thân và phải bước chân xuống nước như ngày xưa các dân sự Chúa vượt sông Giô-đan như thế nào. Đó là một khuôn mẫu thì chúng con dấn thân, nhất là trong mùa đại dịch Covid này, chúng con phải đi ra như thế nào để truyền giáo, cũng như đi ra làm việc thế nào để được Chúa bảo vệ. Con cảm tạ Chúa rất nhiều, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta tóm tắt cái câu chuyện của sông Giô-đan. Là cái sông Giô-đan là cái sông ở Israel là dài 250 dặm từ bắc xuống nam, tức là bắt nguồn từ cái núi Hạc-môn chảy vào cái hồ Gây-lê và chấm dứt cái hành trình ở biển chết. Và đây là cái điểm thấp nhất của sông Giô-đan. Và cái biển chết là một trong cái hồ có độ thấp nhất trên thế giới. Và người ta thường ví von đó là cái sông Giô-đan là cái hình ảnh của một đời người. Nó bắt đầu nhỏ bé, rồi trẻ trung nơi cái núi Hạc-môn ở phương Bắc. Rồi sông Giô-đan đến cái tuổi trưởng thành về tầm vóc và sức mạnh ở tại hồ Gây-lê. Và cuối cùng, cuộc đời là ở biển chết, tức là cái nấm mồ thiên nhiên chôn vùi tất cả. Người ta ví như vậy. Sông Giô-đan là cái sông thiêng của ba tôn giáo của xứ Palestine và Israel, là Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hầu giáo. Con sông này chảy ngoằn ngoèo 250 dặm, mà trên một cái đường thẳng có 150 dặm. Cho nên trên đời sống chúng ta về thuộc linh, cũng như trong đời sống của chúng ta về thuộc thể, chúng ta cũng có những cái khúc sông ngoằn ngoèo như cái sông Giô-đan vậy. Nó cản trở cái bước tiến của chúng ta. Và cũng như bây giờ thì đang bình yên thì xảy ra cái đại dịch Covid. Thì nhìn theo cái hướng thế gian thì cũng thấy có cái chướng ngại tự nhiên và gây ra những cái sợ hãi, những cái chướng ngại về bệnh tật, chướng ngại bởi con người, những cái sự tiêu cực, vân vân. Thì hiện nay thì chúng ta biết rằng chúng ta phải sống chung với cái coronavirus. Thì chúng ta biết rằng cả thế giới là đã 7.487.676 cái ca nhiễm bệnh và đã đến 420.236 người chết. Riêng ở Mỹ thì 2.062.704 ca nhiễm bệnh và 115.444 người đã chết. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái đại dịch thì chưa tìm ra vaccine, chưa tìm ra thuốc chữa trị. Nhưng mà chúng ta phải mở cửa để chúng ta phải có vực dậy trong cái kinh tế và cũng phải liên lạc. Vì thế nên chuyện là chúng ta đang sống chung ở, chúng ta đang ở trong một cái thời gian gọi là dấn thân với COVID. Và có nghĩa là chúng ta phải bước chân xuống với cái dòng đại dịch. Như vậy thì chúng ta làm sao để vượt cái sông Giô-đan này, để chúng ta đi qua cái bờ bên kia. Mà trong khi đó thì chúng ta biết rằng cái sông Giô-đan ngày xưa đó, thì cái dân Israel họ đi 40 năm trong sa mạc, không có nước tắm. Chứ đừng có nói là cái chuyện họ biết bơi. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đang
tiếp xúc với COVID mà chưa có thuốc chữa, mà chúng ta giống như là người đang ở giữa cái đại dịch, sống chung với đại dịch mà chúng ta chưa biết bơi ha. Phải biết rằng, nhưng mà bài học hôm nay chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài vạn vật, nên Ngài có quyền tể trị thiên nhiên và muôn loài vạn vật đó. Nếu chúng ta tin cậy và vâng theo mạng lệnh Chúa thì Ngài có phương cách cho chúng ta để chúng ta dấn thân và chúng ta chiếm được đất hứa. Có nghĩa là dấn thân chiếm chiếm được đất hứa thì chúng ta phải đi ra, tức là phải tiếp xúc với cái người mà chúng ta không biết là người đó có bệnh hay không có bệnh đó. Thì cái vượt sông Giô-đanh đó thì người ta nói rằng chân có ướt thì nước mới rẽ. À, có nghĩa là chúng ta phải bước vào, bước ra để làm việc thì chúng ta mới có cái vực dậy trong cái đoạn thời đại kinh tế này. Cho nên khi chúng ta bây giờ ở trong cái bê thuộc linh thì chúng ta cũng giống như vậy, nó cũng tương tự ha. Nó cũng tương tự. Chúng ta có ba phương cách ở trong cái bài học mà hôm nay cô Hồng vừa đọc á, thì chúng ta thấy có ba phương cách để chúng ta chiếm cái miền đất hứa. Cái thứ nhất là hãy lại gần nghe lời Đức Chúa Trời trong câu 9. Giô-sê bèn nói cùng dân Israel rằng hãy lại gần để nghe lời của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi. Đó. Cái thứ hai, phần thứ hai là chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ngự trên chúng ta, vì ở trong cái đoạn mà chúng ta thấy người ta đi qua sông Giô-đanh là dân sự phải đi qua sông Giô-đanh, thì thầy tế lễ phải khiêng hòm giao ước đi trước mặt dân sự. Thầy tế lễ khiêng hòm giao ước, mà ngày xưa cái hòm giao ước nghĩa là hòm giao ước ở đâu thì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó. Cái thứ ba là chúng ta phải có hành động cụ thể. Hành động cụ thể có nghĩa là chân có ướt thì nước mới rẽ. Chúng ta phải bước xuống thì nước mới rẽ. Đó là ba điều mà chúng ta phải học hỏi và suy gẫm để làm theo trong cái kể cả công việc làm ăn cũng như công việc phục linh, truyền giáo trong cái mùa COVID-19 này, để ta trong cái suốt hành trình theo Chúa, đồng thời trong suốt hành trình Chúa và chiếm xứ cho Ngài. Thứ nhất là hãy lại gần để nghe lời Đức Chúa Trời. Ở trong câu 9, chúng ta nghe lời Chúa là đầu tiên trước khi thực hiện bất cứ việc gì. Và tại sao trong này Giô-sê bảo là phải lại gần? Tức là Chúa khuyên chúng ta phải nghe cho rõ. Khi mà chúng ta lại gần là nghe cho rõ, cũng như khi nãy tôi cầu nguyện, không biết là do là bấm nhỏ hay là sau đó thì quý vị nghe không rõ ha. Đó nên chỉ cứ quan trọng là chúng ta phải lại gần để nghe cho rõ và cẩn thận và nghe cho đúng, mà nghe cho rõ và nghe cho đúng. Mà ngày nay có nhiều cơ đốc nhân không đọc Kinh Thánh hàng ngày, nhưng mà báo chí bên ngoài thì đọc rất kỹ. Các cái mục mà của Facebook rồi YouTube rồi đủ thứ á, bây giờ là thông tin đa chiều và tự do, thành thử ra người ta nói đủ hết, thành thử ra người ta đưa đầy ở trên TV, ở trên mạng, mà ngay cả những cái tờ báo chính thống á, cũng không có nói đúng nữa. Chúng ta nên nhớ vậy. Nên vì cơ đốc nhân thì không đọc Kinh Thánh hàng ngày, nhưng mà báo chí bên ngoài TV rồi Internet thì đọc rất kỹ. Mà nhất là trong cái báo Lá Cải thì có cái mục ngày xưa thì ở trước trước 75 thì có gì xe con chó, chó có xe gì đó tức là đủ cái chuyện đó. Nhưng mà ngày nay thì có một là thiên hạ đồn rằng, thiên hạ đồn rằng, thiên hạ đồn rằng, tức là cái tin nó không chính xác vì hạ đồn mà.
có rất nhiều tin không chính xác nhưng vẫn muốn nghe. Có những tin thì nghe xa xa mập mờ, nghe không rõ, không đầy đủ, nhưng mà lại tường thuật lại cho người khác nghe thành tam sao thất bổ. Và chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi chúng ta ở trong cái đường dây của chúng ta để xuống mới á, chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta có cái tin gì đó, có cái tin cũng chính xác, mà tin không chính xác chúng ta cũng đưa cũng đưa vô. Cho nên như vậy thì nó thực ra thì cái đó là cũng tam sao thất bổn ha. Nó cái đó là cái bản tính chung của con người. Trong đó có xấu có, tốt có. Nhưng mà Giô-sê biết cái bản tính con người như vậy nên kêu gọi hãy lại gần để nghe lời Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các người. Đó. Họ đế. Ngày xưa người ta không có máy để mà khuếch đại âm thanh á. Cho nên chuyện là Giô-sê truyền lệnh ra thì phải kêu dân sự đến gần để nghe. Nhưng mà cái gần đây cũng có ý nghĩa vì cái nghĩa bám nữa. Có nghĩa là chúng ta phải gần gũi với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để lời Chúa ở trong lòng của chúng ta. Để ta trở thành cái ngọn đèn mà soi cái chân của chúng ta đi. Phải cái lời Chúa nó đầy, cái gì nó đầy dẫy trong lòng thì miệng nó ra. Nó phải đầy dẫy trong lòng thì nó ở gần chúng ta. Chúng ta hãy lại gần rồi. Có cái ý nghĩa như vậy. Nghe lời Đức Giê-hô-va các người. Bởi vì nếu mà chúng ta không có Thánh Linh hướng dẫn, có người Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ bị cái đời này nó hướng dẫn, hoặc là ma quỷ nó hướng dẫn. Đó. Cho nên chuyên là chúng ta phải có Thánh Linh hướng dẫn. Phải nghe lời Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người ở gần và ở trong với chúng ta đó. Giô-sê là tiễn dân chinh phục sông Giô-đanh không bằng phương tiện con người. Nghe lời Chúa nhưng phải cẩn thận tuân theo mọi mệnh truyền của Chúa để làm theo. Trong hoàn cảnh Giô-sê tiễn dân, chuẩn bị cần thiết nhất là chuẩn bị tấm lòng sẵn sàng vâng phục lời Chúa. Dù trong việc tâm trí con người chưa hiểu được, đến thời điểm Chúa sẽ giáng lên như trong Ê-sai 60 câu 1. Hãy giáng lên và sáng lè ra vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mặc lên ngươi. Hãy lại gần để nghe lời Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Sẽ có nhiều người hỏi rằng nhưng từ khi tôi tin Chúa đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghe được tiếng Chúa phán cho tôi qua tai, hay là tôi được, chưa nghe cái câu nào mà thuộc về thiên sứ Chúa phán hay là Chúa phán cả. Vậy thì làm sao tôi biết phải làm gì? Vậy Chúa phán chúng ta có nhiều cách. Thứ nhất là qua Kinh Thánh. Thứ hai là qua các khải tượng hay chiêm bao. Rồi thứ ba là qua các cái bài giảng của mục sư, qua tâm linh và qua những cái lời mật chính. Một ví dụ cụ thể như chúng ta nhận tiệc thánh chẳng hạn. Thì hàng tháng chúng ta đều nhận tiệc thánh, ai cũng nhận tiệc thánh. Bây giờ thì mấy tháng vừa rồi thì nhận tiệc thánh trên mạng. Nhưng mà chúng ta nghe mục sư công bố trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11 từ câu 23-29 á. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao truyền sự chết của Chúa. Sự chết của Chúa tức là sự chết thay tội cho chúng ta đó, cho đến lúc này đến. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta không ăn năn mà xét mình á, thì chúng ta ăn bánh uống chén á, sao mà không phân biệt cái thân Chúa và huyết Chúa được. Phân biệt cái thân Chúa có nghĩa là phân biệt cái hậu thánh á, vì hậu thánh là thân thể của Chúa, mà chúng ta không có phân biệt được cái hậu thánh nào là hậu thánh của thân thể của Đấng Christ, hậu thánh của Chúa. Cho nên chúng ta cứ đến và chúng ta cứ nhận bánh và chén, nhưng mà thực ra là sao,
mắc tội với thân và huyết. Ăn uống cái đó là ăn uống có sự đoán xét cho mình, đúng không? Như vậy khi mà nhận tiệc thánh á, hai mẫu buổi thờ phượng và nghe sứ điệp của một sư chia sẻ, tức là chúng ta đã có nghe lời Chúa phán qua kinh thánh, qua mẫu miệng một sư. Vấn đề này là chúng ta phải tự xét mình. Thế vậy hãy lại gần nghe lời Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mà Giô-sê đã viết lên cho cái trang sử mới của cựu ước mà để chiến sứ cho Ngài và vùng đất của Đức Chúa Trời hứa ban. Và sách Giô-sê cũng là sách đầu tiên trong 12 sách lịch sử mở ra một cái lịch sử mới cho cái dân Israel, vì 40 năm họ đi trong cái đồng vắng mà Chúa hứa là Chúa ban cho cái xứ đường sở sữa và mật, nhưng mà nó cản trở là cái sông Giô-đan. Không qua cái sông Giô-đan thì không có qua được cái xứ, không qua được cái xứ đó, cái xứ mà đường sữa và mật đó thì phải qua sông Giô-đan. Và Đức Chúa Trời trong cái đầu tiên ở trong sách Giô-sê là gọi là Đức Chúa Trời mà Chúa cả thế gian, là cũng đầu tiên công bố trong cựu ước sách Giô-sê. Vì chúng ta ở trong sách Ngũ Kinh á, thì chúng ta thường nghe là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, chứ chúng ta chưa nghe là Đức Chúa Trời của cả thế gian. Vì vậy nên chuyện là sách Giô-sê thì chúng ta bắt đầu thấy là Đức Chúa Trời cả thế gian. Vấn đề là chúng ta có đến gần Ngài hay không, và có nghe lời Ngài, vâng phục cái ý chỉ của Ngài không. Khi chúng ta tin Chúa rồi thì phải kiểm điểm lại cái cuộc đời mình trước khi tin Chúa, xem lại cuộc đời mình, so sánh cuộc đời mình trước khi tin Chúa thì như thế nào và sau khi tin Chúa như thế nào. Và Chúa có một cái chương trình trong cái đời sống của mình, nhất là cái đời sống sau khi tin Chúa phải có một cái đời sống mới. Và Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình, chờ đợi những cái người mà chưa tin nhận Chúa đó. Bởi vì những người mà chưa tin nhận Chúa thì có sự ngăn cách, mà sự ngăn cách đó là do sao? Do tội. Cái nguyên nhân gốc rễ của nó là cái tội thôi. Cho nên khi mà chúng ta, ngay cả khi mà chúng ta phạm một cái tội gì nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thôi trong ngày, thì chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta cũng rất khó, thấy khó cầu nguyện. Cầu nguyện ngày đó là nó không có được thông suốt nữa. Bởi vậy chúng ta phải ăn năn tội. Nhiều cái tội chúng ta rất là nhỏ, chúng ta nghĩ là nó nhỏ, chúng ta không nhớ, thì chúng ta xin tội với Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách dễ dàng. Nào. Vậy trong Kinh Thánh và cái đoạn này, cái câu quan trọng nhất, cái câu chính là hãy lại gần nghe lời Đức Giê-hô-va các người, và chúng ta phải sống gần với lời Chúa. Chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa để chúng ta có cái lời Chúa ở trong chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ngự ở trong chúng ta. Giô-sê cũng cho chúng ta biết về việc quyền năng của Chúa thi thố có mục đích để giúp chúng ta có ý thức rằng Chúa hằng hữu mà đang hiện diện chúng ta. Trong câu 10, đoạn người nói, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi cái dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-nê-xít, dân Ghi-rê-ra-xít, dân A-mô-rít và dân Gê-bu-xít. Tại sao? Những cái dân này là cái dân có thật á, của cái đất Canaan thời đó, cái đất mà cái được. Nhưng mà tại sao chúng ta phải Đức Chúa Trời đuổi cái dân này ra khỏi cái đất đó? Vì cái dân này là cái dân thờ hình tượng, và cái dân này là cái dân mà dân con đồng bào cho cái hình tượng đó, rồi dân con quan ngữ, rồi làm những cái việc thờ hình tượng ở nơi cao đó mà không có đúng. Cái dân này là một cái dân mà có những cái người kỵ nữ mà ở trong cái đền thờ, đó,
ở trong cái đền thờ để mà người ta thờ. Cứ nghĩa là cái cách sống của cái dân ở nơi đó, mà dân Canaan, dân Hê-rích, dân Hê-vích, dân Phê-rê-xích, mỗi cái dân là nó có dân Amorích, dân Gê-bu-xích, những cái dân nó có một cái. Hiện nay chúng ta cũng vậy, hiện nay chúng ta đang sống giữa một cái đời mà có nhiều tôn giáo, có nhiều tôn giáo khác nhau và chống nghịch nhau, cho nên là chúng ta đang sống giữa cái cuộc chiến của thuộc mình như vậy, giữa cái cuộc chiến mà người ta đang thờ rất là nhiều hình tượng, và người ta lại còn nước Mỹ, nhất là nước Mỹ tự do, người ta đang rước và đang đang đúc những cái hình tượng nhiều tiền, rồi chở từ Việt Nam, chở từ Hồng Kông, Trung Quốc, các nước Ấn Độ, các nước đấy, nước Mỹ, để người ta lại thờ những cái hình tượng đó. Trong khi thì ngày xưa nước Mỹ hơn 70% người ta Cơ Đốc nhân, người ta quỷ phá những hình tượng, thì bây giờ người ta bắt đầu mà dân nhập cư á, các cái tôn giáo người ta bắt đầu đến và người ta bắt đầu đưa hình tượng lên rất là nhiều. Và tôi cũng có nghe nói rằng có nhiều cái chùa á, người ta có cả hàng trăm cái tượng á, mà bằng cách mà người ta. Cái này thì tôi nghĩ là đúng ấy, chứ không phải là phải nghe nói đâu, mà người ta cũng gọi là bưng thần bán thánh, có nghĩa là người ta mà đặt nhiều cái tượng ở trong trong cái sân chùa hay cái đâu đó, rồi rồi có cái người giống như là mẫu lái cầu mồi đó, nó là cái tượng này thỉnh về nhưng mà chưa có đủ tiền cúng vô thì được là phước đức, rồi chúng vô mấy chục ngàn đô đó, cái là sẽ khắc một cái bản đá để dưới cái chân cái tượng đó cái hình thức đó mà cũng một cái tượng vậy thôi. Cái tượng đó người ta đã mua rồi nhưng mà bây giờ người ta bằng hình thức mà người ta bán lại, hiểu không? Bán cho người này người kia, rồi người ta nghe vậy cái người ta bỏ vô mấy chục ngàn đô cái để người ta khắc cái bản đá để dưới. Trước đây năm ngoái thì mục sư Thịnh với tôi với một số anh chị em mà đi có đi các cái chùa để chúng ta là quỷ phá các cái thần tượng đó, chúng ta thấy có nhiều cái chùa người ta có cả gần cả trăm cái tượng đó, mà cái tượng nào cũng cao hơn hơn con người mình nhiều lắm. Rồi dưới cái chân tượng là tôi thấy có cái bảng đá khắc tên của người tín hữu nào đó, pháp danh gì đó, cúng dường vào đó, và những cái tượng đó người ta đã đưa về hết rồi, nhưng mà người ta bắt đầu người ta kinh doanh đó, có nhiều cách lắm. Cho nên chuyên là ở trong trong câu 10b nó là Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-rích, dân Hê-vích, dân Phê-rê-xích, dân Gê-rê-ga-xích và dân Amorích và dân Gê-bu-xích, đó là cái dân mà thờ hình tượng đó. Có nhiều người ở trong Chúa chúng ta nhưng mà họ vẫn còn thờ hình tượng, thờ hình tượng thì nhiều cách lắm. Cho nên chuyên là vì vì sao mà họ không có họ vừa đi nhà thờ mà họ vừa thờ hình tượng, vì Đức Chúa Trời hàng sống không ngự ở giữa họ, nhưng mà họ có kinh nghiệm về cái quyền năng phép lạ của Chúa hay không thì có chứ không phải không. Và hai điều này khác nha, họ vẫn có kinh nghiệm về Chúa nhưng mà họ vẫn thờ hình tượng. Nó giống như Kinh Thánh đã chép cái điều này, trong Kinh Thánh đã tường thuật á, mà trước khi dân Israel ra khỏi
Ai Cập đó, mà dân đó mà dân đã tin Chúa rồi, dân tuyển chọn rồi, thì Chúa đã khiến có 10 tai vạ đi xứ Ai Cập. Thì dân ấy Israel thấy không, biết không, biết biết rõ à. Cái tai vạ đó thì cái dân Ai Cập bị, nhưng mà dân Israel là không à. Người ta thấy rõ quyền năng của Chúa vậy. Rồi Ngài rẽ biển đỏ cho họ đi qua như đi trên đất khô. Rồi Pharaon là đem quân đội với 600 cái xe thượng hạng và hết thảy những xe trong xứ Ai Cập, mỗi xe đều có chiến binh đó. Như thế nào? Như vậy là chúng ta thấy 600 xe mà chiến binh mà gần cả mấy chục vạn á, mấy chục ngàn chiến binh để mà đuổi theo đó đó. Nhưng mà Mô-sê giơ tay lên trên biển thì nước lại phủ đầy biển lại trước sự chứng kiến của dân Israel đã đi qua bờ bên kia của biển đỏ đó. Thì người ta thấy rõ ràng, người ta thấy cái phép lạ rõ ràng không. Rồi người ta đi trên sa mạc thì ban ngày có tụ mây dẫn đường đi, ban đêm có trùng lửa soi sáng, đó thì có mana chim cút, khác thì có nước chảy từ từ trong cái cục đá mà có nước, đá hồ rết đó. Mà ngày nay cũng vậy, ngày nay có nhiều cơ đốc nhân chúng ta đi nhiều đại hội lắm, đi chỗ này chỗ kia rồi để xem thấy cái quyền năng phép lạ của Chúa, dùng mục sư này mục sư kia để chữa lành việc này việc kia, rồi họ bỏ gậy bỏ xe đang chữa những cái bệnh, nhưng mà cuối cùng họ về thì họ cuối cùng họ cũng vậy. Vì sao vậy? Nó giống y như cái câu chuyện của dân Israel vậy. Khi mà họ thiếu vắng cái sự lãnh đạo của Mô-se thì họ Aaron kêu là vàng vàng hay nữ trang thì họ gốc lại, họ đúc con bò vàng rồi dâng của lễ đây, rồi nó đây là thằng mà dẫn họ ra của xứ Ai-cập. Chúng ta thấy không, ngày nay cũng vậy đó, ngày nay dân sự chúng ta nếu không phân biệt rạch ròi về Chúa và thằng khác thì họ có kinh nghiệm, họ có trải nghiệm chữa lành, nhưng mà họ không có sự không có sự hướng dẫn của Chúa, nghĩa là không có cái sự Đức Chúa Trời hàng sống mà ngự ở trong họ à. Cái dân Canaan, dân Heric, dân Phê-rê-xích và dân mà đều thờ cái thằng Ba Anh, mà nhiều nhiều cái nam thần nữ thần, thần mặt trời, thần Ác Lạc Tê tức là nữ thần đó, mà thần mặt trăng đó, rồi thần rừng, dân dân là dân cái của lễ con đó, làm cho cái lễ thiêu cho cái thằng Ba Anh đó. Nên chứ họ họ rất là Chúa Đức Chúa Trời mà muốn đuổi cái dân này ra khỏi cái đất đó là vì họ làm những điều không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng cái hồn giao ước rất là quan trọng. Khi mà hồn giao ước thì nó biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cái hành trình, đang cái hành trình đi trong đường đường ván đồng ván. Và tăng hồn giao ước thì chúng ta biết rằng người ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang sống giữa họ. Tăng câu 11 nói rằng này rương giao ước của Đức của Chúa cả thế gian đi trước này, nhớ thì Chúa cả thế gian này mới chép đầu tiên ở trong sách Giô-sê các sách ngũ kinh chưa thấy. Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. Câu 12. Vậy hãy chọn 12 người của chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Điều đó là chúng ta phải kêu gọi cái sự kêu gọi phải vâng lời. Nên chặt hãy suốt trong cái chương này, đặc biệt là câu 3, câu 5. Mà khi các thầy tế lễ khiêng cái hồn giáo ước đi trước tiến qua sông với 12 tướng bảo của 12 chi phái, thì Chúa nhắc nhở chúng ta và cũng như những người mục sư, những người ban chấp hành, những người mà lãnh đạo dân sự, thì chúng ta phải làm gương trước trong mọi việc trong hội thánh.
Còn cái hồn giao ước á thì chỉ có chứa đựng hai cái bản khắc đá 10 điều răn, một cái hộp bằng vàng đựng mana và cây gậy của Aaron trổ hoa. Ngày nay thì hội thánh gọi là hồn bản chứng của Chúa, và trong đó có 10 điều răn nói về mạng lệnh của Chúa, và cái hộp mana là nói về hình ảnh của sự chu cấp của Chúa. Và chúng ta trao cái đời sống cho Chúa là chúng ta sẽ có cái sự chu cấp của Chúa, không chỉ về thuộc linh, về về cả thuộc thể, về cả vật chất nữa. Còn cái cây gậy Aaron trổ hoa mà chỉ về quyền năng, sự sức giàu, văn phục, chọn lựa của Chúa. Và ba cái điều này nó hợp lại thì chúng ta thấy rằng hồn giao ước thì chúng ta thấy rằng cái hành trình mà của dân Israel thời xưa á, thì người ta cứ nghĩ mà có hồn giao ước thì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thứ ba là chúng ta phải có phần thứ ba của trong cái bài học này mà chúng ta phải có hành động cụ thể. Là tôi nhắc lại hai phần kia. Phần thứ nhất á, là chúng ta hãy lại gần để nghe lời Đức Giê-hô-va. Phần thứ nhì là chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời đang ngự ở trong chúng ta. Và phần thứ ba là chúng ta phải có hành động cụ thể. Câu 12 đến câu 14. Vậy hãy chọn 12 người của chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi các thầy tế lễ khiêng hồn giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian, để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức là nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì các thầy tế lễ khiêng hồn giao ước ở trước mặt dân sự. Cảm ơn Chúa nói điều này. Đây là một phép lạ mà xảy ra cho khi mà chúng ta dân Israel đi vượt sông Giô-đanh để chiếm xứ. Thì ngày nay cũng có bài học này, chúng ta cũng học được ở trong cái sự dấn thân để mà chúng ta chiếm miền đất hứa của Chúa. Tức là chúng ta muốn đi ra rao truyền danh Chúa, hay là muốn ra vào công việc Chúa, thì chúng ta đều phải có một cái sự trả giá, chứ không thể nào một cái sự suôn sẻ. Nhưng mà chúng ta phải bước ra. Có nghĩa là chân có ướt thì nước mới rẻ. Nếu mà chân chúng ta không không ướt thì nước không rẻ. Chúng ta không thể đạo Chúa không có thể nó suôn được. Cái gì nó phải có hành động cụ thể. Cảm ơn Chúa là tôi làm chứng cho quý ông bà anh chị em là cái bài bài giảng tuần vừa rồi, là bài giảng về sự chữa lành đó, Đấng Y Vương á, thì cái bài giảng này vừa soạn cho Tin Mạng mà cũng soạn cho cái hội thánh đời sống mới. Hội thánh chúng ta cũng đặt tên là đời sống mới ở tại Rex Tô Chà. Thì nhóm bài đầu tiên thì tôi giảng cái bài giảng này thì có một cái cô đó là Bình Hà, cô đó có thấy ông Châu ổng có đi nhóm á, thì ổng có chống cây gậy, tại vì ông này trước đây ổng có bị té ngã rồi cũng chữa lành rồi nhưng mà chưa đi thẳng được, mình thử là còn phải chống gậy. Thì sau bài giảng thì Chúa cảm động cô Hà này, cầu nguyện cho các bác Châu đó và công bố, tức là làm theo cái lời của bài giảng á, là sao bác phải bỏ gậy để đi thẳng được. Cái ông này ông cũng vâng theo, bỏ gậy, và cô này cầu nguyện cũng đơn đơn sơ thôi, xong rồi hướng dẫn đi qua đi lại thì bắt đầu ông thấy là đi bình thường và ông bỏ bỏ cái gậy luôn.
bỏ cái gạch này, cái chỗ mà để cho đồ hộp rồi đó của hội thánh Mỹ người ta connect những đồ đồ hộp, những các thứ đồ chơi trẻ con rồi bỏ cái gậy vô trong cái thùng tăng lưu. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta phải có cái sự áp dụng tất cả những cái bài giảng này chúng ta phải áp dụng. Nếu mà không áp dụng thì chúng ta không có hành không chăng không không bước xuống, chăng có ướt thì nước mới rẻ. Khi chúng ta đến gần nghe tiếng Chúa thì nghe khải tượng rõ ràng về chương trình dấn thân. Hàng là một cái chương trình nào đó trong cái hội thánh hay cá nhân trong đời sống mình, thì chúng ta biết chắc rằng Chúa phải ở cùng chúng ta trong suốt cái hành trình để chúng ta dấn thân đó. Và khi chúng ta vượt sông Giô-đanh thì ở trong Kinh Thánh cũng vậy. Có nghĩa là chúng ta nghe, thứ nhất là đến gần để nghe lời Chúa, thứ hai là có Chúa ở cùng, và thứ ba là chúng ta phải có hành động cụ thể. Chúng ta phải có hành động cụ thể. Niềm tin vào Đức Chúa Trời là chúng ta làm việc những cái việc dấu kỳ phép lạ mà đòi hỏi cái giới lãnh đạo của Israel phải bước tới để làm gương. Và bởi vì đặt chân trong cái dòng sông Giô-đanh đang chảy xiết, mà cái mùa này là cái mùa mà mùa mưa, mùa mà nước sông sông mùa này là mùa mùa xuân đó, mực nước sông Giô-đanh dâng cao, mà tuyết tan đó, vì tuyết nó, mùa xuân mùa hết mùa đông thì qua mùa xuân thì tuyết nó tan thì núi hạt mon nó chảy xuống, và sông Giô-đanh lúc đó là nước dâng lên tới bờ. Nhưng mà nếu như con người thì chúng ta không thể nào chọn cái mùa này mà để chiếm xứ được, vì đi qua cái sông nó là nước nước sông nó đang 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 ngập đang ngập đến bờ. Nhưng mà chúng ta vâng lệnh theo Đức Chúa Trời, chúng ta hành động thì đặt chân xuống nước, Đức Chúa Trời sẽ mở đường chúng ta đi qua. Vì vậy đời sống cơ đốc nhân chúng ta phải tiến tới trong đức tin, nếu không thì chúng ta sẽ điên lùi với sự vô tín. Trong đời sống chúng ta có nhiều cái trở ngại, ví dụ như bây giờ thì cái đại dịch Covid là cái trở ngại, nhưng mà Đức Chúa Trời có sự hướng dẫn dẫn dắt chúng ta. Vì Đức Chúa Trời mà đấng yêu thương quyền năng và thành tín và bao giờ cũng mở chúng ta một cái lối thoát, cái điều quan trọng là chúng ta phải tin cậy và vâng lời Chúa và nhận biết rằng Chúa hiện diện cho chúng ta từng bước đi, và cái lòng tin cậy và sự vâng lời của chúng ta bao giờ cũng được ban thưởng. Nguyện xin Chúa mở đường cho quý anh bạn chị em để chúng ta, nếu ai còn đứng trước những cái bế tắc cuộc sống thì phải tin cậy Chúa, và Chúa sẽ mở đường chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải tin Chúa, vì tin cậy Chúa, bởi vì qua cái Covid này thì nó cũng có nhiều cái trái ngược lắm. Có nhiều người thì họ không muốn đi làm nữa mà biến, tại vì ở nhà cái tiền thất nghiệp nó cao hơn cái tiền đi làm. Tại vì tôi thì có nghỉ 2 tuần, và khi 2 tuần thì sở lao động nó trả tiền thất nghiệp thì thấy cao hơn cái tiền đi làm. Và thấy thấy vậy thì ở nhà sướng hơn. Đó là một cái bình phong cho cái thái độ biếng nhác thụ động ha. Nhưng mà Giô-sê đời xưa đã tổ chức quy động toàn thể dân và công tác chuẩn bị cần thiết cho chiến vượt sông lịch sử với tinh thần Đức Chúa Trời can thiệp bằng quyền năng của Ngài. Và hôm nay thì Chúa cũng dùng cái câu chuyện này để chúng ta liên hệ với cái đời sống hiện tại, để chúng ta phải kêu gọi dân chúng dọn mình ra thánh và chú ý đi theo cái hồn giao ước của Chúa. Phải có lời Chúa ở trong mình, rồi phải chuẩn bị một phương tiện, rồi chuẩn bị cái tấm lòng để có cái đi theo cái giao ước của người Chúa. Chuẩn bị một phương tiện là sao? Tức là chúng ta cũng có thể là làm việc nhưng phải giữ cái khoảng cách, rồi cũng phải đeo mask, rồi cũng phải rửa tay, rồi cũng phải sát trùng, vân vân. Thì hay là súc miệng bằng nước muối đó, thì những cái cụ thể đó là chúng ta phải có.
những cái phương tiện chúng ta phải có, nhưng mà chúng ta phải có cái tấm lòng đi theo sự giao ước. Chúa cho hôm nay chúng ta có một cái bài học đó để chúng ta thấy rằng, chúng ta xin ôn lại, chúng ta thấy rằng thứ nhất là bất cứ việc gì chúng ta hãy lại gần để nghe lời Đức Chúa Trời. Lại gần có nghĩa là nghe cho rõ, nghe cho chắc chắn và đúng đắn. Thứ hai là chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ngự trên chúng ta, cho nên là Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Và thứ ba là chúng ta phải có hành động cụ thể, có nghĩa là chân có ướt thì nước mới rảy. Chúng ta phải bước ra thì nước nó mới rảy, bước xuống nước thì nước mới rảy ra. Cảm ơn Chúa. Tôi có lời kêu gọi quý vị đang có bài chia sẻ này: ai chưa lại gần để nghe lời Chúa thì bây giờ chúng ta phải có quyết tâm. Quyết tâm nghe lời Chúa gần bằng sao? Đọc Kinh Thánh hàng ngày, đọc tăng lên. Ví dụ như trước đây chúng ta đọc đọc có một chương thì bây giờ chúng ta đọc lên tăng lên 2 chương. Ví dụ vậy. Chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng, nguyện với Chúa trong cái năm này chúng ta đọc bao nhiêu sách, hay là đọc hết nửa quyển Kinh Thánh hay là một quyển Kinh Thánh. Chúng ta phải có hứa nguyện với Chúa để chúng ta gần Chúa hơn. Chúng ta phải có cái hành động cụ thể, hãy lại gần nghe lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hứa nguyện với Chúa rằng chúng con xin tăng cái chương trình đọc Kinh Thánh lên, chúng ta tăng cái chương trình cầu nguyện. Ai chưa thấy cuộc sống mình chưa biến đổi, cái bản tánh còn giống như thế gian, tức là cái dân ngoại giáo đó, dân ngoại giáo mà ở trong Kinh Thánh chép mà dân Canaan, dân Hê-rích, dân Hê-tích, rồi dân Phê-rê-xích, dân Gê-ra-xích, dân Amô-rích đó, thì chúng ta phải 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 xem lại như trong Gân-la-ti đoạn 5 á: vả có việc làm của xác thịt thì rõ ràng lắm, đó là gian dâm, ô uế, ngôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lãi, bất bình, bài đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống. Đoạn này chú ý là có mê ăn uống nữa. Cầu xin Chúa ngự trên chúng ta để nhân danh Chúa chúng ta quét sạch những cái hình ảnh ô uế đó đi. Cái thứ ba là hậu thánh và cá nhân, mỗi cá nhân chúng ta phải hứa nguyện với Chúa, phải có việc làm cụ thể trong chương trình cụ thể. Bởi vì cái mùa Covid vừa qua là chúng ta những người mà truyền giáo thì chúng ta cũng miss đi cái sự truyền giáo mấy tháng ha. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta phải trở lại, đặt chân xuống nước. Quý vị và tôi sẽ kinh nghiệm là nước sông rẽ ra. Muốn vào đất hứa thì chúng ta phải vượt sông Giô-đan. Đó. Tức là chúng ta muốn dấn thân, muốn dấn thân thì phải bước chân xuống nước, chúng ta có tại giá bước chân xuống nước, bước chân xuống nước thì chắc chắn là nước sẽ rửa ra, rải ra. Đó. Cho dầu cái sông Giô-đanh á mà đang sâu cuồn cuộn như thác, mà đang có mùa này là mùa xuân, cứ nghĩa là trên núi Hạt Môn thì tuyết nó tan và nước nó chảy xuống, nó sâu và hệ tính nhân rồi. Tức là sao, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là COVID-19 cũng phải chưa ngưng ha, cũng cũng đang có nhiều người bị nhiễm, có người bị chết, nhưng mà chúng ta theo Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ là phép lạ, hãy tin cậy Chúa và phép lạ của Chúa sẽ xuất hiện. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cái bài học này. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều và chúng con công bố trong danh của Chúa Giêsu rằng chúng con phải lại gần để nghe lời Đức Chúa và Đức Chúa Trời, và chúng con phải biết rằng, biết chắc một điều là Chúa đang ở cùng với mỗi chúng con trong đời sống của chúng con. Và thứ ba là chúng con cũng phải dấn thân trong cái việc chiếm miền đất hứa. Cái việc dấn thân này ngay cả trong cái việc thuộc linh cũng như thuộc thể trong đời sống của chúng con, chúng con cũng phải đi ra
để làm ăn trong giữa cái mùa đại dịch này. Mà chúng con biết rằng không biết người nào nhiễm bệnh và người nào không nhiễm, nhưng mà Chúa biết điều đó và Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng con để chúng con có cái phương cách mà chúng con làm việc và chúng con có cách để phòng ngừa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ở cùng với chúng con trong cái bài học này để chúng con thấy rằng một cái bài học có sự hữu ích trong cái đời sống của chúng con. Chúng con đến gần để nghe lời Chúa. Chúng con biết rằng lời Chúa phải đầy dẫy trong chúng con. Và thứ hai là chúng con cũng phải tin chắc rằng Đức Chúa Trời ngự trên chúng con và hướng dẫn mọi đời sống của chúng con. Và thứ ba là chúng con còn phải đi ra để chúng con nói về Chúa, và chúng con phải đi ra để dấn thân cũng như trong cái việc làm việc. Và chúng con xin Chúa bảo vệ chúng con để chúng con rẽ nước sông Rô-đanh ra để chúng con đi qua bên kia thì chiếm liền đất hứa cho Chúa. Còn cảm tạ Chúa rất nhiều. Giờ này con công bố sự đắc thắng của Chúa ở trong mỗi chúng con, ông bà chúng con. Và con cảm tạ ơn Chúa, nguyện xin Chúa sức giàu cho mỗi chúng con trong đời sống hàng ngày, trong một tuần mới, trong sự đắc thắng và trong sự tình yêu thương và ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.